để trích những trích đoạn để chia buồn cùng gia đình ngày hôm nay. Hôm nay chú bên ngoài rất là đa dạng phong phú, nếu có điều gì sơ sót thì mong các bác anh chị nguyện tình thương mến thương và lẫn lo cho thật cảm ơn rất nhiều. Và trở lại chương trình hôm nay, ca phục vụ các bác anh chị thì con chung xin mời các bác anh chị thưởng thức và tiếng hát của anh Vũ Lộc, anh Duy Lộc đến với bài hát tự chọn của mình, và xin mời các bác anh chị cùng thưởng thức. Dân Vũ Lộc xin thi buồn với gia đình Dương Bán Vũ Cổ 1, 2, 3 được trích nhỏ buồn lưu buồn dương lễ. Mà nhàn tình bằng hữu thăm giao, dương lễ
những